Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh trong đợt dịch thứ tư lên 582 ca. Tại huyện Văn Lâm ghi nhận 10 ca bệnh, trong đó 6 ca là công nhân công ty may Kido Hà Nội ở khu công nghiệp Phố Nối A, 4 ca liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù. Tất cả đều được cách ly tập trung từ trước. Tại huyện Yên Mỹ ghi nhận chùm 4 ca bệnh trong cùng một gia đình ở xã Lý Thường Kiệt liên quan đến người chồng đi từ tỉnh Tiền Giang về. Huyện Văn Giang phát hiện 1 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện là người thường xuyên buôn bán ở Hà Nội về. Huyện Kim Động ghi nhận 1 ca là con trai của F0 ở xã Toàn Thắng đã được cách ly tập trung. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 582 ca bệnh, 338 ca đã khỏi bệnh, còn 20 điểm phải phong tỏa. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 toàn tỉnh đạt trên 95% dân số trên 18 tuổi. Các địa phương đang chuẩn bị tiêm vaccine cho gần 130.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.